cái dãy trước nè, bát chát bùm bùm là bát chính luôn ha. Nghĩ chắc có rất là nhiều anh em mới tập chơi không biết mình phải tập cái gì. Thì Khánh xin thưa nè, cái đầu tiên của anh em mới tập chơi là luyện ngón mỗi ngày, luyện ngón ha, cho ngón nó giãn ra, nó dẻo. Cái thứ hai ghi chú xuống nè, là mình phải chuyển được những hợp âm thế tay, ví dụ C cà bộ 4 nha, chú ý cà bộ 4, C A M D M G B E M F F mở, chuyển được những hợp âm xong mới tập tới điệu. Thì cái điệu cũng rất là dễ, là điệu blue nè, bass, nhịp chân xuống nè, ba móc lên, một hai móc chung, ba chậm chậm. Anh em mới tập thì phải tập cái chậm, tập bài dễ chứ, chứ đâu có chuyển được hợp âm khó đâu mà tập bài khó, cũng đâu có móc quen đâu mà tập bài nhanh, tập bài chậm. Ví dụ hôm nay bài biển tình đi ha, bài biển tình chúng ta có thể đánh được cái điệu gọi là điệu cha 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 rumba. Tuy nhiên ví dụ chúng ta lấy bài biển tình, chúng ta thích bài biển tình, chúng ta lấy ra chúng ta tập, nhưng mà chúng ta tập điệu blue thôi, vì nó cũng là nhịp 2 4 4 4 thôi, nằm nghe sóng vỗ là mình vô ngay chỗ chữ vỗ, rồi mình canh những cái gì bass của hợp âm, mình chuyển tới đó, tới đó mình chuyển hợp âm ha. Do nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt trắng theo từng làn gió đưa, một vẫn trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Sau một thời gian tập quen rồi thì anh em có thể tập cái điệu bossa nova hoặc điệu rumba. Ok, nhưng mà giờ nhắc lại cái điệu bossa nova nha, nó phiêu phiêu xíu. Và đối với cái điệu bossa nova này thì chúng ta sẽ thấy những hợp âm 7 rất nhiều, ví dụ là đô major 7, fa major 7, rê thứ 7, son 7. Tập cái điệu bossa nova thì sau này chúng ta tập luôn cái điệu cha 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 dễ luôn. Ok, bossa nova nè, cái dễ trước nè, bát chát bùm bùm là bát chính luôn ha. Nghỉ chát bát chát bùm bùm chát nghỉ chát. Còn anh em nào muốn hay thì chúng ta biến tấu bát chát năm bốn bát phụ, hoặc là bát phụ bát nghỉ chát. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt trăng theo từng làn gió đưa, bọt vẫn trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển sông đất trời chỉ có ta, thì sông ngân hà mình cùng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Anh em mà vững cái nhịp rồi thì chúng ta sẽ đánh được nhiều cái điệu hay hơn, hoặc có nhiều cái lựa chọn hơn. Còn không thì chúng ta cứ tập vui vẻ mỗi ngày chút xíu chút xíu chút xíu, tập vô cái bài nào thích là tập vô cái điệu để cho cái nhịp nó quen ha. Chúc anh em tập vui vẻ và thành công. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Đối với anh em mà mới tập chơi thì chúng ta không cần phải tập nhiều, mà chúng ta mỗi khi chúng ta ráng luyện ngón và chuyển hợp âm. Ví dụ xuống, xuống là 6 giây ha, lên là đã nhẹ 3 giây. Chậm vô, lên. Từ miền Nam anh hướng ra Bắc, xôn xao câu hò điều ly chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miền Dương, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kêu vang anh khớm, xôn xao câu hò điều ly bến làng thơ, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về nhìn sao xuyên ly chung tình. Xoan 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 la.
nhẫn guitar 5 phút là chúng ta tập mỗi ngày một chút. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Mi fa mi re do si la, đó nó giúp chúng ta chạy bass, hoặc là chúng ta đánh bolero chúng ta chèn nốt vô nào, nó cũng dễ nữa. Gió lành lành buồn ơi, khuya nay anh đi rồi, bao nhớ nhung xa vời, ôi nỗi không nên lời, để càng niềm yêu mến anh. Phút gần gũi này thôi, mở chạy nốt chưa ha. Phút gần gũi này thôi, khuya nay anh đi rồi. Anh em bấm đăng ký theo dõi kênh, bấm chia sẻ về máy, để từ từ chúng ta tập mỗi ngày nha. Bây giờ chúng ta đếm nè, cái nhịp chân mình nhịp chân xuống nè, nhịp chân xuống dậy chân lên. 1 2 3 4. 3 2 1 2 3 1 2 3. Hay một đầu tiên á là nó hơi nhanh à. 1 2 3. Cái bài mình phải nghe nhiều mình mới tập được. Anh ơi cho dù anh trở về quê hương, hoặc còn tha phương, xin anh còn giữ vẹn câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi. Quê cũ mừng vui. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Em có biết không, hè về phương hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm trong bao ước vọng trao dân. Anh em cứ tập mỗi ngày sẽ thành công. Hôm nay chúng ta sẽ tập bolero với bài Phượng Buồn, giọng nam, mi trưởng tương đương với lại si ca bù 4. Ông nó chẻ ra cái phần bolero đó thì chúng ta đánh, ví dụ pha trưởng F nè. Trong bài sẽ có nha, là bass 3 2 1 chắc, rồi chúng ta chuyển qua son. Em có biết không, hè về phương hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm trong bao ước vọng trao dân. Giờ trong tim tôi bầu hồng không phai phôi. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Sẵn đây thì Khánh xin nói luôn, cái đàn lá xích thì mình chỉ nên dây thay dây lá xích, dây nylon nè, lá xích cô nè, guitar string nè, đây là dây lá xích ha. Thì cái đầu đàn mọi người thấy không ạ? Đó, đây là cái đàn lá xích. Không nên thay dây sắt vào đây. Đó, chúng ta chỉ nên thay dây nylon thôi. Và bộ dây này rất là hay. Bộ dây này là bộ dây AC139 size N nè. Dây nó rung rất là tình cảm luôn. Mọi người thấy không ạ? Và cái dây này đã xài 6 tháng rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất là rung tốt. Đó, nó, cái độ bền của nó khá là cao. AC139 nha. Bộ này thì 150.000. Mua 2 bộ thì 300.000. Sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 2 bộ mới được miễn phí vận chuyển nha anh em. Đó, đồng thời thì 2 bộ sẽ được tặng kèm cái giáo trình cho anh em, để anh em tập đàn chung với guitar 5 phút. Bên cạnh đó tặng cái tay quay cho anh em luôn nha. Đó, bên cạnh đó tặng luôn cái hộp bích này để anh em dán ở đây nè. Khi nào anh em muốn đánh bích thì anh em đánh. Đó. Thì 2 bộ lá xích sẽ là 300.000. Dây này rất là hay luôn, rất là bền luôn. Đó, để mình để dành một bộ mình thay, một bộ để dành. Anh em bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận những ưu đãi tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.